Kính thưa các ân nhân xa gần của Hội Bác Ái San Chico, ngày hôm nay đại diện của hội có anh giám đốc điều hành của hội từ Mỹ về và chị quản lý các chương trình của hội tại Mỹ cũng về. Cùng với tôi là quản lý của chương trình giáo dục của Hội Bác Ái San Chico. Ngày hôm nay chúng tôi đến đây để bàn giao căn nhà lưu xá cho học sinh dân tộc tại địa phận Hưng Hóa. Căn nhà này với mục đích đó là để các em lưu trú từ ở các bản làng về đây để đến trường và học. Và chúng tôi giúp cho căn nhà này để cho các em có nơi học hành, để xây dựng cái đời sống của các em, nhất là cái tương lai của người trẻ. Chúng tôi rất là vui mừng vì đã được nhiều sự giúp đỡ của các ân nhân xa gần, đặc biệt đó là của chị Luara Trần và Khôi Quang Tăng tại Mỹ, đóng góp rất tích cực cho chúng tôi để chúng tôi có thể giúp đỡ cho các cha, các sơ, những người trực tiếp trông giữ cái căn nhà này, cái lưu xá này để có thể phát triển và nuôi cho các em học hành tốt. Tôi là Linh Mục Phaolô Nguyễn Công Hiến, coi sóc của giáo xứ Sông Mã và giáo họ Có Hay nơi cái ký túc nhà lưu xá này, để cho các em ở các bản xa xôi đến ở và cũng như giúp và tạo điều kiện cho các em có được cái cơ hội để học hành tốt và cũng như để thăng tiến trong cái đời sống tương lai của các em. Tôi xin đại diện cảm ơn quý thân nhân, ân nhân đã giúp đỡ cho giáo họ Có Hay có được cái ngôi nhà lưu xá này thật là thuận tiện và cũng như để giúp đào tạo cho các em học sinh và cũng như các em trẻ trong tương lai sau này. Một lần nữa tôi xin được chân thành cảm ơn quý ân nhân và thân nhân.